À, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng với nhau cùng với nhau cùng với nhau chúng ta sẽ chia sẻ cái chủ đề này à, quản lý tài chính cá nhân để được thịnh vượng ở việt nam có một cái câu nói đó là à, không ai giàu ba họ không ai khó ba đời cái điều này thực ra nó lại là một cái điều mà lại rất là nhức nhối tại sao lại không có như vậy mà vì nước ngoài chúng ta thấy có những cái tập đoàn gia đình họ để lại mấy trăm năm cho con cháu tại sao việt nam lại không có được cái điều đấy à, có một cái điều gì đó sai sai ở đây đúng không ạ thì thực ra quay lại cái gốc khác của nó thì chính là cái vấn đề đào tạo, dạy dỗ. Cái quản lý tài chính ấy nó được học từ trong gia đình. Bắt đầu từ khi còn nhỏ, bố mẹ đã dạy chúng ta cái cách chúng ta chi tiêu như thế nào và nó mang theo cuộc đời của chúng ta. Và cái việc quản lý tài chính này thực sự là rất quan trọng. À, vì khi chúng ta chia sẻ về tầm quan trọng của quản lý tài chính ấy. Thì uh, cho tôi hỏi một chút ở đây. Uh, có ai mà đang khó khăn về tài chính không ạ? Mọi người có thể giơ uh, tay được không ạ? có ít có ai cảm thấy hạnh phúc về tài chính của mình hiện tại không ạ cho có mỗi bác tám có ai cảm thấy mình được tự do tài chính không ạ thế là còn những người không giơ tay thì là những người thuộc về trường phái nào ừ, Cảm ơn Chúa Tất cả chúng ta đều đang làm việc với tiền bạc đúng không ạ ở trong một trường mực nào đó kể cả hội thánh kể cả là cá nhân kể cả là doanh nghiệp chúng ta đều đang làm việc tiền bạc nhưng mà có lẽ chúng ta chưa thực sự đánh giá hết được tầm quan trọng của việc quản lý tài chính đúng không ạ mọi người có cảm thấy như thế không à, tôi có một người bạn học cùng trường ngoại thương ngày xưa tôi học ở trường tôi ở ký túc xá tôi ở cùng với 10 người liền và có một cái người bạn này rất là giỏi À, gia đình bạn ấy thì hơi nghèo nhưng mà bạn đã đỗ thủ khoa của rất là nhiều trường bạn thủ khoa quốc gia rồi thủ khoa tại 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 tỉnh và bạn này có một đặc điểm duy nhất mà tôi thấy đó là bạn ấy luôn vay tiền vào cuối tháng và để trả cho cái tháng sau và và thực sự là tôi bạn mẹ bạn thì cho bạn ấy khá là nhiều tiền đối với chúng tôi ngày xưa tôi chỉ tiêu khoảng 500.000 trăm một tháng thôi và bạn ấy thì tiêu tầm khoảng 2 triệu một tháng mà nhà bạn ấy cũng rất là hoàn cảnh và thực ra thì là khi mà bạn ấy ra trường thì tôi nhận thấy rằng đời sống tài chính của bạn ấy cũng không ổn đến bây giờ vẫn chưa ổn bởi vì sao bởi vì chính cái cách chi tiêu của bạn ấy làm cho bạn ấy nó đi theo cả cuộc đời của bạn nó không ổn và tôi nhận thấy rằng cái quản lý tài chính ấy nó ảnh hưởng không những về tài chính không mà nó ảnh hưởng đến tất cả mọi mặt khác mọi người có thấy thế không ạ nó ảnh hưởng đến cái cảm giác bình an của chúng ta nếu mà không có tiền ngày mai sống như thế nào tôi nghĩ là rất khó để có thể vui vẻ được rồi nó cả ảnh hưởng đến việc chúng ta chăm sóc con cái, ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng ta với chồng khi mà không có tiền rất là khó để vui vẻ với vợ với, với với chồng của mình được và thực sự tài chính nó lại là một cái yếu tố ảnh hưởng đến tất cả mọi mặt khác trong đời sống của chúng ta vì vậy thì tôi nghĩ rằng là có lẽ là mình nên có một cái cách nhìn một chút đặt cái vấn đề này lên trên một chút có những cái người mà họ được cái họ được chúng sổ số ấy ạ à? thì theo nghiên cứu thì sau khoảng 10 năm thì những cái người này lại quay lại cái tình trạng ban đầu lúc vừa chưa trúng sổ số, số thậm chí có những người còn tệ hại hơn thì vậy thì vấn đề nó ở đâu thì người ta nghiên cứu ra đó chính là cái khả năng quản lý tài sản mà người ta có cho nên là cái vấn đề này thực sự là cái vấn đề chúng ta cần thời gian và tin vui là chúng ta có thể học được kinh thánh thì nói gì về 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 quản lý tài chính À, khi tôi chuẩn bị cái 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 bài chia sẻ này thì tôi có cầu hỏi chúa Và chúa cho tôi một câu kinh thánh đó là đức chúa trời phán ở trong sáng thế ký đó là loài người hãy sinh sản thêm nhiều hãy làm đầy dãy đất hãy phục làm cho đất phục tùng và hãy quản trị loài cá dưới biển loài chim trên trời cùng các vật sống hành động trên mặt đất thì chúa đã do cho, cho con người một cái mạng lệnh ngay từ ban đầu là phải quản trị nhưng mà vì sao lạ ngã vì tội lỗi cho chúng ta đã nhiều lúc của chúng ta không quản trị nữa cho nên là hôm nay chúng ta lại quay lại cái chủ đề này những người nổi tiếng thì nói gì về quản trị tài chính à, ông đây Ramsey là ông một chuyên gia về quản lý tài chính cá nhân là một cái người có talk show ở bên Mỹ là chuyên gia và ông có 500 cái station là cái trạm để phát sóng về những cái chương trình quản lý tài chính cá nhân ông có nói một câu như thế này bạn đừng hy vọng tìm thấy sự yên ổn trong quản lý tài chính chúng ta đều được dạy rằng phải sống dưới mức nhu cầu vì thế bạn hãy cất tiền và dùng để đầu tư bạn sẽ không bao giờ trở nên giàu có nếu như không tuân thủ nguyên tắc này à, có một người thứ hai cũng rất là nổi tiếng mọi người có biết ông này không ạ ai biết ông này rồi tại ạ À, có bốn người biết bác tám cũng không biết ạ <laughs> à, 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 ông này là một chuyên gia về quản lý tài chính và ông ấy có một cái tập sách rất là nổi tiếng đó là cha giàu cha nghèo dạy con cái của mình dạy những cái con người à, xung quanh của mình về cách quản trị tài chính à, ngày hôm nay tôi cũng có mang hai quyển sách của ông đấy để tặng cho bạn nào thực sự mong muốn được học hỏi về điều này à, ông ấy có nói là bạn kiếm được bao nhiêu tiền không quan trọng điều quan trọng là bạn giữ được bao nhiêu tiền và bạn làm thế nào để bắt tiền làm việc cho mình cũng như khiến tiền đẻ ra tiền. Thì thực ra là cái này đã nói lên cái tầm quan trọng của việc quản trị tài chính. Ở trong hội thánh thì tôi thấy là mục sư của tôi có chia sẻ là tiền thì là ông chủ tồi nhưng mà lại là đầy tớ tốt. Thì tóm lại là chúng ta vẫn vẫn phải quản lý tài chính. Tin vui là chúng ta có thể học được và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng với nhau chia sẻ và tôi tin rằng một buổi như thế này không giúp cho chúng ta có thể ngay ngày mai có thể thay đổi cái tình trạng tài chính của ta nhưng mà chúng chúng ta có thể có một cái hồi chuông cảnh tỉnh rằng nếu ai đang khó khăn trong tài chính muốn nếu ai muốn thực sự thịnh vượng ở trong tài chính thì chúng ta hãy bắt đầu thay đổi từ ngày hôm nay ở trong kinh thánh thì có nói rõ rằng là cái nguồn gốc tài chính của chúng ta ở đâu thì kinh thánh sách 2 Corinto đoạn 9 câu 10 có nói là đứng phát hạt giống cho kẻ gieo giống và bánh để nuôi mình cũng sẽ phát hạt giống để cho anh em và làm cho sanh hóa ra nhiều thì kinh thánh cũng nói rất là rõ ràng với sách kinh thánh không phải là sách về tôn giáo không mà sách dạy cho chúng ta về những nguyên tắc về sự thánh vượng thì trong đó có nói rằng là trong cái cái hạt giống mà Chúa cho mình chúng ta thì có ở trong phần thu nhập của chúng ta có nghĩa là trong cái bánh mà chúng ta nhận được thì có phần của hạt giống và có phần là bánh mọi người có thấy thế không ạ à, Thế thì làm thế nào để làm thế nào để tăng cái hạt giống này lên à, theo những nguyên tắc kế toán này chúng ta có hai cách một đó là giảm chi tiêu đi hai là tăng thu nhập lên đúng không ạ? Thế thì giảm chi tiêu bằng cách nào? thì cái nguyên tắc này tôi nghĩ là nó không có gì khó cả nó rất là đơn giản nó rất là dễ hiểu không có gì mà uh, khó khăn mà cũng không khó khó tìm được cái nguyên tắc này tôi thấy ở trên mạng rất là nhiều bắt đầu chi tiêu vào nhu cầu tối thiểu đó là nhu cầu ăn này nhu cầu ở nhu cầu mặc nhưng mà mặc là mặc ở mức độ tối thiểu tức là không ấy uh... <laughs> <Ý> thôi. <laughs> Bây giờ ở bên Nhật đấy họ có một cái một cái trào lưu đó là nguyên tắc sống tối giản. Tối giản có nghĩa là gì? Một đôi giày, một cái cặp, uh, vài bộ quần áo, đồ đạc trong nhà cực kỳ tối giản bởi vì do nó giảm thời gian chúng ta phải quản lý mà nó tăng cho chúng ta cái sự tự do cộng với tiền bạc. Thì đó là tập trung vào nhu cầu tối thiểu. Thứ hai đó là chúng ta phải căn cơ trong cách chi tiêu. Căn cơ có nghĩa là gì ạ? Căn cơ có nghĩa là cùng một cái khoản tiền đó. Nhưng mà chúng ta có thể chi tiêu được nhiều hơn. Tôi ví dụ. Ví dụ như là trong cái đồ ăn của chúng ta, chúng ta cần phải mua gạo này, mua đạm này. Thì ví dụ mùa nào chúng ta mua thức đấy thì bao giờ nó cũng sẽ rẻ hơn. Chúng ta có đồng ý không ạ? Ví dụ như chúng ta mà mua hàng nhập khẩu, mua nho Mỹ với lại mua lê Nam Phi với lại dâu Tây Hàn Quốc là chắc chắn là sẽ rất tốn tiền mặc dù nó cùng là vitamin đúng không ạ? Thế thì chúng ta sẽ mùa nào tức đó và mua cái đồ nào nó đảm bảo cho sức khỏe nhưng nó lại rẻ nhất đó. Thì cái căn cơ này rất là quan trọng trong cái cách chi tiêu tại vì tôi nhận thấy rằng là cũng cùng một cái khoản tiền đấy cũng cùng là nhu cầu tối thiểu nhưng có người lại chi tiêu ít có người lại chi tiêu nhiều. Ờ, cá nhân tôi thì có 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 những lúc mà khi còn học sinh trong trong trường học ấy thì tôi có cái kinh nghiệm như thế này. Ngày xưa chúng tôi, cái thời mà chúng tôi đi học ấy Thì là mỗi một bữa ăn của chúng tôi nó chỉ khoảng 2.000 đồng thôi 2.000 đồng Và khi mà đi gọi thì ngày xưa chúng tôi là Ví dụ 10 bạn học cùng trường, cùng phòng với nhau Thì đi ăn một mâm như thế Và sẽ có một bạn đi gọi Và ngày xưa thì tôi được giao cho nhiệm vụ là đi gọi đồ ăn Bởi vì sao? Bởi vì khi mà tôi gọi ấy Rất nhiều đồ ăn và chỉ hết rất ít tiền <laughs> Ví dụ như tôi mà đi gọi nó chỉ hết 1.800, 1.700 thôi và các bạn khác đi gọi thì có những bạn thì sẽ là 2 có gọi 2.000 rưỡi lý do thì thực ra là tôi đã chia cái quỹ ra ví dụ giờ tôi gọi là 500 cơm này 500 đậu này 500 lạc 500 và tự nhiên nó thành rất là nhiều đồ bởi vì khi mà người ta chia như vậy thì cái tỷ lệ chia nó không tương ứng tức là đồ ăn mình sẽ lấy được nhiều hơn mà mà cái tiền mình chi chi phí đi ít hơn và 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 sau đó là tôi sẽ được mọi người cứ chuyên gia chỉ đích là ngọc anh thì gọi đồ ăn thì tôi thấy cái căn cơ này nó cũng giúp cho chúng ta tiết kiệm rất là nhiều Mọi người có nhận thấy không? Bảo biết quần áo nhé. Nếu chúng ta không mua hàng hiệu, không phải mua nem hay không phải mua uh, canifa cái gì đó, chúng ta chỉ mua hàng bình thường thôi, không cần phải quá nhiều thương hiệu. Quan trọng là nó tốt là được thì chúng ta sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền quần áo đúng không ạ? Thì cái căn cơ này trong cái nguyên tắc cả trong quản trị ở trong doanh nghiệp cũng như thế mà tôi biết rằng ví dụ như bác đám ở đây tôi gặp ấy là mọi người tôi rất là kính trọng ngưỡng mộ về bác rất căn cơ. <laughs> Bởi vì là nếu chúng ta biết cách chi tiêu thì chúng ta sẽ tiết kiệm được rất là nhiều tiền. <laughs> Và thứ hai, thứ ba nữa là đó là chúng ta cần phải có sự thống nhất trong cái việc mà chi tiêu trong gia đình. Đặc biệt là cái quỹ mà chúng ta quản lý gia đình, có những người thì là chồng cầm tiền, có người vợ cầm tiền, nhưng nếu mà chúng ta không có sự thống nhất với nhau, chúng ta rất dễ có khả năng là chi tiêu những cái khoản mà không ở trong cái sự thống nhất và sau đó hai vợ chồng sẽ xích mích với nhau. Sau đó sẽ phát sinh những cái khoản chi tiêu mà chúng ta đáng lẽ ra không nên thì thì cái nguyên tắc này cũng cũng cần. Rồi, nguyên tắc nguyên tắc này cực kỳ quan trọng đó là phải ghi chép lại ghi chép lại tất cả những khoản chi tiêu cứ chi tiêu cái gì thì sẽ phải ghi chép ra cái đấy à, tôi có làm một cái mẫu cái sổ ghi chép đây này à, đây là vì tôi đang nói đến quản lý tài chính cá nhân cho nên tôi xin phép được trình bày nó rất là đơn giản như thế này ví dụ ngày tháng năm đây nội dung mà mua cái gì chi cái gì thu vào đây là thì là mua chi thu thì là thu nhập chi thì là chi ra và ghi chú nếu có và cuối ngày chúng ta cộng vào ngày hôm nay tiêu hết bao tiền và có kiểm tra xem có cách khoản nào mà chúng ta chi tiêu nó không đúng mục đích không, nó không cần thiết hay không. Cuối ngày chúng ta kiểm tra, sau đó cuối tuần chúng kiểm tra, cuối tháng chúng ta kiểm tra một lần và nếu có sai sót thì điều chỉnh ngay, thì nó sẽ giúp chúng ta quản lý được tài chính cá nhân một cách hiệu quả. Và có một trong những cái cách mà tôi thỉnh thoảng cũng áp dụng ấy, vì là thực ra thì đôi lúc chúng ta, con người có cảm xúc mà, có những lúc cảm xúc nó lên thì chúng ta, ồ, cái này thích quá, cái này cần thiết quá, cái này đẹp, cái này chúng ta có thể dùng. Nhưng mà đến lúc mua sau về thấy nó chẳng quan trọng gì cả. Thế nên là thông thường ví dụ như có những cái khoản chi thì tôi khuyên nhá, đặc biệt là với anh chị em mà chưa có sự tự do trong tài chính là hãy cầu nguyện với Chúa hỏi là con có cần cái đồ này không? Có buồn cười không ạ? Bác Tám có thể buồn cười không ạ? À, đúng không? <cười> Sẽ chưa kịp nghe đúng không ạ? À, Tức là người, 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 người chi tiêu cũng nên... Còn... hỏi Chúa thì... Dạ vâng. Dạ cảm ơn bác ạ mục sư nhượng nghĩ sao ạ ừ, chưa nghe ừ, đủ à, cái <laughs> um, uh, này thì nghe hơi kỳ cục nhỉ không, không, không kỳ cục của bác dạ dạ đây là chúng ta là những người tin chúa chúng ta có một đấng mà biết mọi sự có thể giúp đỡ chúng ta nếu chúng ta đầy dậy thanh linh và chúng ta gần Chúa tôi tin rằng Chúa sẽ cho chúng ta những cái dấu hiệu để biết rằng là có nên mua những cái đồ này hay không và đó là những cái nguyên tắc rất rất là căn bản để có thể có một cái sự tự do tài chính phải bắt đầu bằng cái này không có một cái lựa chọn nào khác phải bắt đầu bằng chi tiêu cá nhân mà trong doanh nghiệp anh chị em rồi sau anh chị em cũng sẽ phải làm như vậy thế thì cái phương áp thứ hai đó là tăng thu nhập Đúng không ạ? Chi tiêu thì tối thiểu rồi. Mọi người có một số người thì hay đưa ra một cái số tỷ lệ phần trăm nhất định trong thu nhập, ví dụ như là 10% thì dâng cho hội thánh chắc chắn rồi. Cái này là không có được cất đi, cái này là phải để đấy để dâng cho hội thánh. Nhưng ngược lại thì sau những cái khoản tiền đấy thì chúng ta sẽ chia quỹ thu nhập của chúng ta vào những khoản gì? Mọi người hay chia là 10% để mua quần áo hay là 10% để đầu tư đồ ăn hay là 10% để ngoại giao hay 10% để học hành rồi là thực ra thì tôi cá nhân tôi tôi có quan điểm như thế này hãy tiết kiệm tối đa nếu như anh chị em chưa có sự tự do hãy tiết kiệm một cách tối đa chỉ chi tiêu căn bản thôi bởi vì sao khi chúng ta càng nhanh có được để hạt giống ra bao nhiêu thì chúng ta càng có khả năng khiến cái tiền số tiền hạt giống của chúng ta ấy, trở nên sinh sôi và nảy nở để chúng ta có một cái khoản tự do tài chính trong cái thời gian sớm nhất mọi người có đồng ý không ạ tiết kiệm tối đa và chi tiêu tối thiểu vậy thì còn cái phương pháp thứ hai đó là tăng thu nhập à, bây giờ có một số người thì đi làm lương rất là thấp ví dụ như làm công việc tay chân chẳng hạn thì phải nghĩ xem là chúng ta có thể thay đổi được công việc không để kiếm được những cái công việc thu nhập cao hơn không chúng ta hãy xem là chúng ta giỏi cái gì và xem là chúng ta đã làm hết sức có thể chưa tôi ví dụ cái công việc bán hàng chẳng hạn là cái công việc mà thực ra là không giới hạn về thu nhập nếu như chúng ta làm chăm chỉ nếu chúng ta làm tốt chúng ta phục vụ khách hàng tôi tin rằng chúa sẽ ban phước cho đôi bàn tay của ông bà anh chị em để có được một cái thu nhập ít nhất có thể đảm bảo cho cuộc sống của chúng ta chưa nói thì chúng ta có thể có dư dật thế thì cái này đối với mỗi một cá nhân nó sẽ nó sẽ rất là phụ thuộc mỗi một người sẽ phải tự hỏi mình xem là cái công việc mình làm đây là đã tốt chưa mình có nên uh, chuyển đến một cái công ty nào đó khác nếu mà chúng ta cảm thấy chúng ta em hẹp quá hay không cái điều này mà tôi tin rằng Chúa cũng rất là vui lòng để tư vấn để chia sẻ để giúp đỡ anh chị em để có cái hướng cho mình đúng không ạ um, có những cái thói quen xấu là kẻ thù trong cái sự thịnh vượng về tài chính cái thói quen thứ nhất đó là coi thường điều nhỏ à, Mọi người hay lấy một cái lý do là có ít tiền Không cần phải quản lý Tháng có 5 triệu một tháng quản lý làm cái gì cứ tiêu đi Đúng không? Đây là một cái thói quen Đây là một trong những nguyên nhân đầu tiên gây trở ngại trong việc tự do tài chính Hội thánh ít tiền không cần quản lý Mà cá nhân ít tiền cũng không cần phải quản lý Bởi vì làm gì có tiền mà quản lý Thì cái quan điểm này là một cái quan điểm là cực kỳ sai lầm bởi vì sao nếu chúng ta không quản lý điều nhỏ chúng ta không thể quản lý điều lớn. Cho nên việc đầu tiên chúng ta sẽ phải lập kế hoạch quản lý ngay từ khi chúng ta có ít tiền. Và Kinh Thánh sách Sachari nói rằng là ai là kẻ khinh rể những điều ngày của những điều nhỏ mọn. Đó là chúng nó nói ra. Chúng nó là chúng ta không nên coi thường những điều nhỏ mọn. Không biết là là ông bà chị em đây có cái kinh nghiệm nào với cái chuyện này chưa? Ở trong nhóm của tôi, tôi có một cái nhóm cầu nguyện thì có một người chị em chia sẻ như thế này nó là bài học cho chúng tôi ở nhà người chị em có một cái xô nước cái xô nước nó chỉ nhỏ từng giọt giọt một nó bị giò và để đấy một đêm đêm sáng sau dậy cả một cái xô nước đầy và rất là ngạc nhiên và đúng cái lúc đó chị chú nói là con có thấy không cái xô nước nó chỉ có nhỏ từng giọt một mà đến sau một đêm nó đã đầy như thế này mà mình lại coi thường những cái điều nhỏ mọn hay là như cá nhân tôi ngày xưa tôi kinh doanh những cái gì... bắt đầu cởi... khi mà bắt đầu kinh doanh thì tôi kinh doanh những cái dự án rất là lớn dự án hàng triệu đô thậm chí hàng chục triệu đô trăm triệu đô tức là dự án nó khoảng tầm một nghìn tỷ thì tôi bắt đầu khi mà tôi kinh doanh sang cái sản phẩm mà tôi đang kinh doanh ở đây là khóa này là thiết bị vệ sinh tôi thực sự là là cảm thấy rất là không biết là bao giờ sẽ có tiền năm trăm nghìn một cái rồi ba triệu một cái thì không biết là bao giờ có tiền nhưng mà cảm ơn chúa đến ngày hôm nay công ty tôi doanh số của năm ngoái đã được 140 tỷ cho nên chúng ta không coi thường những điều nhỏ mọn khi chúng ta tích tiểu nó sẽ thành đại đúng không? đúng nguyên tắc như thế chúng ta sẽ làm à, cái thứ hai cái yếu tố thứ hai mà gây cho chúng ta uh, có một cái đời sống tài chính không lành mạnh chính là cái việc chúng ta vay tiền để tiêu mà đặc biệt là cái xã hội hiện nay ấy, thì chúng ta khuyến thích dùng thẻ atm dùng thẻ uh, thẻ tín dụng tức là thẻ vay thẻ vay ví dụ như là bác tám có một cái thẻ trị giá 200 triệu, bác tám đi đâu quẹt thẻ đấy đều được hết. Và đến cuối tháng cộng cho thành 50 triệu trăm triệu không sao, vẫn trả được. Thì đấy là cái thẻ gọi là thẻ credit. Thì cái thẻ này ấy, thì khi mà chúng ta tiêu thì rất là tiện, chúng ta thấy vào đâu chúng ta tiêu được nhưng ngược lại nó lại để lại cái gánh nặng về tài chính cho chúng ta là chúng ta dễ dàng chi tiêu những cái khoản chi tiêu nó không hợp lý. Thì cái sau cái yếu tố là không quản lý thì đến cái yếu tố là vay để tiêu thậm chí chúng ta vay mượn chúng ta có một cái nhu cầu gì đó chúng ta rất dễ dàng để đi hỏi vay tức là chúng ta thậm chí cũng chưa hỏi Chúa hỏi đấy, đi hỏi vay luôn thì đấy là cái thói quen thực ra là thói quen không tốt trong việc chi tiêu thì cá nhân tôi tôi khuyến khích mọi người anh chị em chưa có tự do tài chính hãy tiêu bằng tiền mặt amen ạ hãy tiêu bằng tiền mặt đây là thói quen rất tốt của người Việt Nam người nước ngoài người châu Âu họ dùng cái thói quen này cho nên cả đời họ đi vay họ trả một căn nhà đến lúc mà đến tám tuổi thì trả hết nợ thì tôi nghĩ là đấy là thói quen thực sự là không tốt Bởi vì cái hoàn cảnh ở nước ngoài họ khác Tất cả mọi thứ họ ổn định Bảo hiểm xã hội tốt, cơ sở hạ tầng tốt, y tế tốt Thì lúc đấy tôi nghĩ là như thế này nó còn ổn Nhưng mà nếu mà chúng ta mà chi tiêu kiểu này Chắc là chúng ta sẽ chết đấy Vì chúng ta đã dùng thẻ Rồi Chi tiêu tùy tiện Chi tiêu những cái thứ mà theo kiểu cảm hứng Tức là thích thì mua thích mua một cái áo thêm một cái váy sau đó là để treo trên mắt thậm chí cũng chẳng mấy khi dùng đây cũng là một cái thói quen xấu thói quen gây cản trở lại cái việc mà chúng ta sẽ có cái đời sống tài chính tự do đó và như lúc nãy tôi đã nói đấy trước khi mua một món đòn nào đó thì chúng ta hãy hãy hỏi Chúa được không ạ đấy thì sau khi chúng ta đã có hạt giống rồi thì câu hỏi đặt ra là chúng ta sẽ đầu tư cái hạt giống đấy vào đâu để chúng ta có bắt đầu có những cái khoản thu nhập à, sinh thêm ra từ những cái khoản đầu tư của chúng ta. Mọi người có biết có một cái nguyên tắc ở trong hạt giống đó là hạt giống khi đã gieo xuống thì nó sẽ nảy mầm lên. Hạt thì kết ta ba chục sáu chục một đây là nguyên tắc bất gì bất gì quả giống. Đây là kinh thánh nhưng mà kinh thánh chúa cũng đã nói trước về chúng ta về cái điều này. Thế thì khi đã có hạt giống rồi thì cái việc dễ nhất đối với cá nhân đấy tôi nghĩ là ai cũng biết gửi tiết kiệm. Gửi tiết kiệm là an toàn nhất. Đúng không ạ? gửi tiết kiệm có thể nếu như chúng ta chưa có nhu cầu nhưng mà gửi dài hạn một chút thì lãi rất nó cao hơn. Ví dụ như bây giờ nó đang khoảng 8%. Thì anh chị em sẽ để ra được một khoản. Ngày xưa khi mà tôi đi làm ấy, sinh viên tôi ra trường tôi có tiền thì cái khoản tiết kiệm đầu tiên tôi nhớ là nó chỉ có 5 triệu thôi. Có 5 triệu đồng thôi mà ngày xưa rất là sợ sợ cả ngân hàng phá sản. Thậm chí là chuyển từ bên Exim Bank chuyển sang Vietcombank vì là sợ phá sản. ngày xưa với mình cái 5 triệu cũng đã rất là lớn rồi. Thế vì bà, cái khoản đầu tiên của tôi nó chỉ có thế thôi Thế thì tôi cũng khuyến khích anh chị em là Hãy bắt đầu biết gửi tiết kiệm Bởi vì ra tiền mà ở trong túi rất dễ chúng ta sẽ tiêu Chúng ta không nên để trong tiền Trong túi nhiều quá Để vài trăm nghìn tức là đủ để đi đường thôi Nếu mà chúng ta chưa phải là người có tự do về tài chính Sau đó thì phương án thứ hai Chúng ta có thể đầu tư cổ phần Với những người đáng tin cậy Những người mà chúng ta quen biết Và những người mà có khả năng tính toán Để chúng ta có thể thu lời Từ những việc mà chúng ta đóng cổ phần cái này thì ra là tôi nghĩ là chúng ta cần có những cái mối quan hệ ví dụ như là bác tám có cái dự án nào đó mà dù anh hải đầu tư chắc tôi cũng xin đầu tư một ít còn cái việc có kinh doanh như nào thì bác tám chịu trách nhiệm tôi cũng sẽ không tham gia nhưng mà đó là chúng ta phải biết những cái con người đó họ có uy tín không họ có khả năng làm kinh doanh không thì đó là phương án thứ hai phương án thứ ba chúng ta có thể làm đó là đầu tư với chứng khoán nhưng mà cái cái này thì tôi nói thật là cái này phải thực sự là cái người hiểu biết có chuyên môn bởi vì cái thị trường chứng khoán của Việt Nam mình ấy nó thực sự là nó không thật lắm bởi vì là con số ở Việt Nam là người ta bốc thuốc được hết người ta vẽ được hết thành ra là khá là rủi ro trong cái phương án này cá nhân tôi, tôi cũng không tham gia vào cái này luôn à, phương án thứ năm à, bắt đầu một công việc kinh doanh khi chúng ta bắt đầu có tiền chúng ta có một chút vốn chúng ta có thể có những ý tưởng để khởi nghiệp à, có rất là nhiều ý tưởng thì tôi thấy ở Việt Nam cái này thì dễ làm mà 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 có vẻ như là là, là sinh ra lợi tức cao này đó chính là cái đầu tư vào bất động sản mua đất có thể là chúng ta sẽ không mua những cái miếng đất to hoặc là miếng đất uh, trung tâm nhưng mà nó ở rìa thôi nhưng mà nó dân nó nhỏ nó rẻ thôi sau đó chúng ta xây nhà để cho, cho thuê nó sẽ sinh ra một cái khoản mà thu nhập thứ phát tức là bị động thường thường sẽ chúng ta sẽ có cái khoản tiền đấy để chúng ta có tiền chi trả cho cuộc sống hoặc là có tiền tích lũy ra để đầu tư mà đất ở châu Á nói chung thì về cơ bản không làm gì nó cũng tăng lý do là vì sao vì, vì là Việt Nam là một cái nước mà phát triển dân số rất là lớn nền kinh tế đang tăng trưởng cho nên là về cơ bản thì tôi thấy rằng đầu tư bất động sản theo nguyên tắc mà lành mạnh ấy thì cơ bản là tăng cơ bản là tăng giá tăng ít hay tăng nhiều thôi thì tôi thấy rằng là ở Việt Nam này so sánh mặc bằng với lại những cái nước mà xung quanh như là Trung Quốc này Hồng Kông này thì thật thực tế là giá vẫn còn đang khá là rẻ Ví dụ so sánh với Trung Quốc ở Bắc Kinh như thủ đô thậm chí là 1 mét vuông là 50.000 đô ở trong cái bằng đai 10 m 10 km ra trung tâm ấy ạ. 50.000 đô 1 mét vuông. Rất là kinh khủng cho nên là giá đất ở Việt Nam nó đang còn khá là là rẻ cho nên tôi thấy là làm cái này về cơ bản ấy, thì thì là có hiệu quả và ở đây chúng ta hội thánh của chúng ta có mấy mục sư là có mục sư Duy này, mục sư Huê ở trong Sài Gòn này là chuyên gia trong cái lĩnh vực này. Mục sư Nhượng thì cũng thành đầu tư dành là uh, đại gia bất động sản rồi. <laughs> Mục sư Nhượng là có nhà khắp mọi nơi. thì cái này thực ra tôi thấy cái điều này là thực sự là rất hấp dẫn. Thực sự là rất hấp dẫn. Tôi thấy cái này là đầu tư là nói chung là về cơ bản là rất an toàn. Tỷ lợi sinh lời cao, rủi ro thấp thế ngoài ra chúng ta có thể làm những cái việc khác ví dụ như chăn nuôi, buôn bán quần áo, mở lớp học tiếng Anh, mở quán cà phê thì cái này tôi nghĩ rằng là uh, có lẽ là trong một cái buổi ngắn uh, như thế này chúng ta sẽ không thể tư vấn được cho mọi người uh, những cái mà mà có thể cụ thể được nhưng mà uh, nếu anh chị em nào thực sự mong muốn làm khởi nghiệp thì có thể là sau cái buổi này sẽ gặp thư ký để đăng ký ạ. thì chúng tôi có thể sẽ gửi cho anh chị em một số cái tài liệu anh chị em phải viết ra cái dự án đấy định làm như thế nào định làm như thế nào, có kế hoạch đàng hoàng, tư vấn với những người có kinh nghiệm à, và xem khả năng của mình có đủ hay chưa, thì lúc đấy hãy bắt đầu và nên bắt đầu nhỏ. Trước khi làm thì có cầu nguyện với Chúa để xin Chúa cái sự xác chứng cho mình. Bởi vì sao? Cái việc mà chúng ta tin Chúa, chúng ta có một cái điều khác biệt đó là Chúa muốn cho ta điều tốt, Chúa muốn cho chúng ta được thịnh vượng, Chúa muốn cho ta thành công thì Chúa sẽ dẫn dắt chúng ta trong cái việc đấy. À, ngoài, sau khi bạn đã kinh doanh rồi, bạn có tiền rồi thì tất nhiên. Trách nhiệm của bạn đó là phải nhớ đến hội thánh mà nơi bạn sinh hoạt, dâng hiến cho hội thánh, chúc phước cho những người xung quanh và biết rằng chúng ta kinh doanh mục tiêu cuối cùng thực ra là để làm vinh hiển danh của Chúa. Amen chắc là tôi sẽ xin phép chia sẻ ngắn như vậy thôi và sau cái buổi này sau cái bài chia sẻ mục sư nhượng chia sẻ về những nguyên tắc về quản lý tài chính cá nhân trong kinh thánh thì chúng ta sẽ có một cái buổi có một cái sự thảo luận những cái câu hỏi và tổ tư vấn là trong đó có bác tám này có các mục sư có hà sẽ trả lời cho các anh ông bà anh chị em đây ạ